Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube và Audio Airway 301 nhé. Thì trước mắt các bác là em đang để về được ít dây Hitachi 4 lõi các bác nhé. Thì tiện đây em cũng lên để em khoe cho các bác luôn. Đấy, thì các bác có gì nhìn vào đây. Dây bãi Hitachi luôn các bác nhé. Em về được có mấy chục mét thôi nhé. Đấy thì tiện đây thì em sẽ có bóc tách lên cho các bác xem luôn cái lõi của cái dây ABC. Hiện tại thì em ở trên cửa hàng. Em có về được mấy chục mét thôi. Sao hơi cùn. Quay quay về đi. Cái dây này có lớp chống nhiễu luôn các bác nhá. Bên em thì thi công thì rất là cẩn thận. Thì các bác nào mà đã từng mua và trải nghiệm cái sản phẩm của bên em rồi thì các bác cứ yên tâm nhé. Đấy, lớp chống nhiễu đồng này. Rất chắc. Đấy. Nó trông chống nhiễu đồng này các bác này. Này tiếp theo là một lớp giấy chống ẩm này. Này. Để em xem mỗi lõi tầm bao nhiêu ly. Mỗi lõi rơi tầm 4 ly các bác nhá, 3 ly, 3 ly, 3 ly rưỡi. Hay tiện đây em cũng tuốt cho bác xem luôn. Đấy các bác là em đang đây, hiện tại em đang hoàn thành cho một bác ở Hà Nội và đặt bộ dây 6 mét. Đấy, lõi rất là to các bác nhá. 4 lõi này các bác này. Đấy thì đây thì chi 4 lõi này vị trí bên em đang bán là 200.000 cho 1 mét các bác nhá. Đấy rất là nhiều lõi này. Các bác nhìn này. Dây này thì cải thiện cái dải trung và dải cao các bác nhé, rất là sáng, sạch sẽ, chi tiết. Bốn lõi như một các bác nhé, rất là to. Đấy các bác nào quan tâm để lại số điện thoại bên dưới cho em nhé, hoặc liên hệ trực tiếp với em. 1 mét dây loa Hitachi bên em đang bán với giá là 200.000 cho 1 mét các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bạn theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.